toàn đón tập thể quý vị quan khách, quý cô của bà, cô dì chú bác chị, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã cùng trở về đây để tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể anh Toàn, chú duyên cùng cô dâu Ngọc Khánh trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Minh Thành xin được thay mặt cho gia đình cũng như đã lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, đã lời cho nhà dạp Thanh Long ở có địa chỉ tại bản Cù, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Vâng, xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến. Thật đúng là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn thì cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông có lội và mấy ngàn anh cũng qua. Yêu nhau anh chẳng ngại đường xa, đã vàng cũng quyết và phong ba anh cũng liều. Vâng, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người. Tình yêu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Tình yêu làm cho chúng ta siết lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và hai trái tim có chung một nhịp đập. Để rồi ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ anh Toàn và Ngọc Khánh của chúng ta, họ đã cùng cầm tay nhau, ước nguyện với nhau một điều rằng sẽ nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để rồi cùng hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Và giây phút này đây, trăng vàng đã điểm, giờ vàng đã tới. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách gần xa chúng ta hãy lấp lánh, hãy nhìn về phía trước cổng hôn trường cưới và đừng quên vang lên những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón với tân lang và tân gia nhân đẹp và phú nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Hôm nay hai bà sòng xài tà lấy hình số nén trắng kiều, ai còn là của nòng nằm điện thoại Facebook Zalo tề na. Ai anh Toàn còn nét là hình lòng ngọc ánh đường sửa phần đón ai hai trở phân. Ai là hình lòng đường sửa lai kiểu ai hai trở kiểu. Ai ế đẩy nồng mất giờ sổn phát tòi yêu mai bà sang mất chi chẳng cò. Mất giờ sổn má cà phì tòi yêu mai bà sang chi pìn má phuông ngọc phần. Vì những ngày hoài tấn cho điều tệ na nồng lại nồng xài sườn ai ơi. Ai chi panh panh chi lắp pìn. Ai chi kỉnh của nồng xương bóng càng sần. Tà bà luôn sừng là pìn sư tạm té. Luôn tất cả mặc nồng tắt đếch ba khàng. Cho chủ quân ba bảng cả đây kiện chàng la mặc na nồng là nồng xài sườn ai ơi. Tà bà chủ quân nhà phá mày tinh tón điểm môn. Phường đi lốp nát lường hùng hương khâm khầm. Nằm thanh tóc tàng mương lùm nhang bà. Hà bà ai anh Toàn của bác trà vong xú phở mướn con chẳng khăn. Ai chi nhằn mặc nòng Ngọc Khánh con liều thời na nòng là nòng xài trời ai. Vừa nghe thật thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, hướng dẫn trên sân khấu tình yêu lúc này đó chính là chú rể anh Toàn, chú duyên cùng cô dâu Ngọc Khánh. Đây chính là đội uyên ương đẹp hạnh phúc nhất năm 2022. Một lần nữa đề nghị hôn trường cưới của ta nổ ra một tràng pháo tay trị giá 10 tỷ đồng để chúc mừng ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, trong ngày vui, ngày phúc vô cùng đặc biệt của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu đi xiền diện có mặt của đôi bên gia đình. Đó là những bậc song thân và phụ mẫu của cô dâu và chú rể sẽ cùng bước lên trên sân khấu ngày hôm nay để ra mắt tới toàn thể quý vị. Giờ phút này đoàn Minh Thành xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đại diện bên phái đoàn họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Lò Văn Cuốn và bà Quang Thị Bánh sẽ cùng bước lên trên sân khấu ngày hôm nay, đứng về phía chú rể đẹp trai hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa chương trình, Minh Thành xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đại diện bên phái đoàn họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời ông Lò Văn Lả và bà Lò Thị Tươi sẽ cùng bước lên trên sân khấu ngày hôm nay, đứng về phía cô dâu xinh đẹp dạng người hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã xuất hiện trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ anh Toàn và Ngọc Khánh rồi. Vâng, hôm nay thật đúng là nhà gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai hớn hở đón sao huyền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Giây phút ở đây cho phép chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể xin được quý chào tới toàn thể quý vị, một cái quý chào thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin phép được bắt đầu một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đôi bạn quý ơi. Xin cảm ơn tình cảm toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, có thể nói như thế này ạ, có duyên có phận thì mới đến được với nhau, và trong hàng vạn người ta sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình, và trong hàng vạn năm, trong dòng thời gian bao la, không sớm và cũng không muộn, nhưng đến một thời điểm nhất định ta cũng sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình, đó chính là duyên phận.
đôi bạn trẻ Anh Toàn và Ngọc Khánh của chúng ta trên bước đường học tập, lao động và công tác. Đôi bạn trẻ chúng ta đã trở thành một tình bạn chân chính. Để rồi ngày hôm nay đây, họ đã vượt qua giới hạn của một tình bạn để đến với một tình yêu đích thực và chung thủy. Cô dâu Ngọc Khánh của chúng ta về thơ với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và rồi chú rể Anh Toàn của chúng ta lại về thưa với gia đình. Gia đình lại đồng ý cho mình lấy ta. Với mình rồi lại với ta. Đẹp suốt lứa mặn mà thông ra. Và trên quê hương bản cù thơ mộng dịu dàng thiết tha của chúng ta thường có câu nói nổi tiếng rằng là: trong năm thì ta chọn lấy một năm, một năm thì ta chọn lấy một ngày, và một ngày ta chọn lấy một giờ để nên duyên. Và ngày hôm nay đây chính là ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức vào ngày 18 tháng 6 năm Nhâm Dần. Đây chính là ngày lành tháng tốt để chú rể Anh Toàn xây chân cùng cô dâu Ngọc Khánh được chính thức lên cành và nở hoa. Giây phút ở đây, Minh Thành không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, cho phép Minh Thành xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như đã lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được vui mừng long trọng công bố đại lễ thành hôn của chú rể Anh Toàn, xây chân cùng cô dâu Ngọc Khánh. Ngọc Khánh, Anh Toàn chính thức được bắt đầu. Nở ra một tràng tay thật lớn để chúc mừng đôi bên nhé. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm mà toàn thể quý vị quan khách của chúng ta dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, với những tình cảm mà toàn thể quý vị dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng kể từ ngày hôm nay, giây phút này đây, chú rể Anh Toàn và cô dâu Ngọc Khánh của chúng ta đã chính thức thành vợ thành chồng, và đôi trái tim non sẽ hòa chung một nhịp đập. Đôi bạn trẻ sẽ về chung một mái nhà kể từ đêm nay, để rồi cùng chung chăn, chung chiếu và chung ly rượu đầy, chung luôn cả bánh xà phòng, chai nước gội đầu, lọ thuốc đánh răng, chung con đường nhỏ về nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và tình của hai bạn sẽ đẹp như áng mây hồng, đẹp tựa như ánh đèn lồng sánh đôi. Mà ăn trầu thì phải nhớ tới vôi, khe nay nung nấu cho vôi tơi mặn mà đôi câu phát biểu gọi là để cho hai họ được đậm đà nghĩa sâu. Vâng, kính chào toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến. Trong ngày vui, ngày hạnh phúc vô cùng trọn vẹn của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, những bậc làm cha làm mẹ rất khó có thể nói thành lời. Giờ vấn đề đây, Minh Thành sẽ được đại diện cho hai bên gia đình cũng như đã lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay có đại lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách chúng ta bằng tiếng Thái ạ. Chúc mừng thân lại bà mẹ bên hàng hà sường tới chào hốc của nhân hồ đổi phải biết nóng mình đi mờ nhắc nòi nhắc lại hỏi có mẹ cửa cấy hỏi lấy mẹ cửa mù hỏi có bú có xà kín khẩu xếp pì nâng hính đàng mà xếp hà pì nâng hính đàng ép sử sàng lụ phở nhinh hao qua xếp ép pì nâng hính sụp bình cầu lụ phở chai xếp bầu pì nâng hính đàng bày ép nghe ơn to pha là nem thèn quang tuống nhưng hở đùi phổ biết nó mà nì nhưng cỏ cần nặng trương ép hơn mương sườn cần chớ bày nghĩa vụ hù cần lại pì nhau cần dệt báo cái xào mà cần lại pì nhau cần dệt phùa cánh bia hát bảo mong mà nì sòng ải êm tay hơn phú xa tả nai hốt bình nhất bất chảnh bất chề cần nhưng còi hà lầy mưa lì bên chân mưa sẵn bên chép mưa lại bất lì pì chưa bần bần mà nếu mà tổ chức dệt thịt dệt không hở sòng tổ lán hâu pền phùa pền bia cần mà nì sông bón pà mè pì nòng cầu bản xíp na hốt bình nhất bất chảnh bất chề nhưng còi thái lâm nưa sửa lì vì hùa kiểng mơ tủm mơ tôm mà trong số trong vùng mà bao lù sở làn tôi thưa xong khỏi khỏi của bác mi sẵn hẳn xưa sở tăng nà ải êm tay hơn cho chúc băng hở vào mẹ bên hồng chùa phủ chùa côn khỏi của nơi cây hảo gần xiển sờ thầu hó vào bùng thầu hồ hó vào bàn thầu chấp lù lại bàn chấp làn lại chăn bày ca lại ngân lại bày khái lại ngân đế mi xếp tay hằng xương bí nơ xuống mải êm ba mẹ tất cả nơ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến, trong khoảng không gian tình yêu ngày hôm nay đây, ngoài sự hiện diện có mặt đông đủ những lời chúc tốt đẹp mà toàn thể quý vị quan khách của chúng ta đã cùng trở về đây từ khắp mọi miền của mảnh đất Sơn La mến yêu chúng ta để về đây để chúc mừng cha năm hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì cô dâu và chú rể chúng ta giây phút ở đây sẽ được đón nhận rất nhiều phần quà hết sức là ý nghĩa đến từ những người thân yêu nhất trong gia đình của cô dâu và chú rể. Giờ phút ở đây, Minh Thành sẽ được trân trọng kính mời món quà đầu tiên, đó món quà đến từ gia đình của anh Thái Bình. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện bên gia đình anh Thái Bình sẽ một ngày trở lại sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ để trao cho hai em của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Món quà đến từ gia đình của bác Phấu Thích ạ. À. Vâng, xin được trân trọng kính mời chủ nhân của những món quà, chúng ta sẽ cùng di chuyển dần về phía sân khấu để trao cho cô dâu và chú rể ạ. À. Vâng, xin được trân trọng kính mời.
Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của bác Hoán Tiếp ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của cậu Tiền Thảo. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình, vâng ạ, gia đình của anh Khoảnh Khuyên. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Ngoan. Cũng xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của anh Thiêm Hồng. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Quà đến từ những người thân yêu nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Nó được ví như thanh kim và sợi chỉ, sẽ được cô dâu và chú rể chúng ta đem đi suốt cả cuộc đời, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc về lâu về dài và mãi mãi về sâu. Vâng, và giờ phút ở đây quý vị đang chứng kiến một khoảnh khắc, một giây phút rất là hạnh phúc của cô dâu và chú rể trên sân khấu tình yêu ngày hôm nay. Đó là những tình cảm, những món quà hết sức là ý nghĩa đến từ những người thân yêu nhất được di chuyển lên trên sân khấu để trao cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, cũng thay lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình của anh Thái Bình. Cảm ơn món quà đến từ gia đình của bác Phán Thích. Xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình của bác Hoán Tiếp. Cũng xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình của cậu Tiệt Thảo. Cảm ơn món quà đến từ gia đình của anh Khoảnh Khuyên. Cảm ơn món quà đến từ em Ngoan. Cảm ơn món quà đến từ gia đình của anh Thiêm Hồng. Vâng, một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được kính chúc cho các anh, các bác, các cậu, em của cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay sẽ luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để cô dâu và chú rể chúng ta luôn được cạnh nhờ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quý vị chị trân trọng và kính mến, chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể anh Toàn sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Khánh trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được phát lại trên kênh YouTube của Hoàng Đức TV. Vâng, đúng 8 giờ tối nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách của chúng ta hãy bất chút thời gian của mình để vào xem trên kênh YouTube Hoàng Đức TV để xem lại chương trình buổi lễ thành hôn của chú rể anh Toàn sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Khánh trong buổi trưa ngày hôm nay một cách trọn vẹn. Và trong lúc chúng ta vào xem thì xin được trân trọng kính mời toàn thể của chúng ta hãy ấn nút like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ kênh Hoàng Đức TV. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, và món quà tiếp theo đó là món quà trị giá 1 tỷ đồng mà Minh Thành muốn giới thiệu với toàn thể quý vị. Quý vị có biết là món quà đến từ đâu không ạ? Đó chính là đến từ tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng Đức Hoàng Viên. Xin cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chị trân trọng và kính mến, trong ngày vui, ngày phúc vô cùng trọn vẹn của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, cô dâu và chú rể chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều nghi lễ và lễ vật khác nhau, đặc biệt nghi thức rót rượu sơ panh. Đó là một nghi thức không thể thiếu trong tất cả các tiệc cưới. Giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tiến đến tháp ly tình yêu để cùng khui rượu sơ panh khai mừng tiệc cưới trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời.
Minh Thành sẽ bắt nhịp. 1, 2, 3, quý vị giơ thật to. 2, 3 giơ tiếp. Và 2, 3 chúng ta cùng đồng thanh là chúc mừng ngày phúc có được không ạ? Vâng, hy vọng quý vị sẽ hợp tác với MC để nhanh hơn ạ, để chúng ta được ngồi ạ. Vâng, quý vị ơi, chưa được là đông người hô bé quá, chúng ta làm lại. Quý vị ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc và hạnh với đất xuất bản sư ơn hải khăn mặn dươn hai bên gia đình ạ. Vỗ giây phút này xin trân trọng kính mời những bậc làm cha làm mẹ chúng ta hãy cùng tiến đến để dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt. Và có thể thì hãy dành cho nhau một cái ôm thật nhẹ được không ạ? Vâng, xin mời. Vâng, một lần nữa xin kính chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ ngày càng gắn bó, keo sơn thắt chặt hơn. Vâng, một lần nữa xin kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta trăm năm tình viên mãn, đạt đầu nghĩa phu thê. Vâng, giây phút này đây xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đến từng bàn tiệc để cảm ơn quý vị quan khách ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời.